Hello, chào các bác chị em ha. Đang quay cho bác chị em tham khảo cái động cơ máy dầu quá em. Con này E7 nha. Tình trạng là xuất sắc. Xuất sắc theo kiểu nghĩa địa quá em, chứ không phải như hàng thùng nha. Đấy. Con này dòng tua nó 2540 7BS quá em. Đấy. Dàn áo thì nó có bị bong nhẹ một vài chỗ quá nha, nghĩa địa nha, thì nó vậy nha, chứ còn mà lắng mướt thì chắc không bao giờ có quá nha em. Xuất sắc ha. Đấy. Đèn đuốc đầy đủ quá nha. Các bác kia nào chạy bơm nước, chạy oxy đó, đến với em này ha. Này quá biết. Đấy. Quay lại ơi. Em quay máy cho bác chơi tham khảo nha. Dòng ơ này thì xuất sắc các bác chơi, khỏi phải bàn rồi. Đấy. Cái này ganh tí đã ghê quá vậy ha. Đã ghê quá nha. Nè, tắt không? Đấy, quá anh chị em nào có ghé tay quay cho cầu sử dụng thêm hội em ha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều, xin chào. Hẹn gặp lại quá anh chị em video tiếp theo ha.